Để đạt được điều bạn muốn, bạn phải có rõ ràng về hình ảnh bạn đạt được điều mình muốn. Nếu anh chị muốn đạt được 100 tỷ, hãy rõ ràng về 100 tỷ nó lớn đến cỡ nào. Tôi sẽ cùng với các anh chị lập trình cho cuộc đời mới của các anh chị. Bao nhiêu trong số các anh chị đã sẵn sàng lập trình cho cuộc đời của mình cho tay lên nói tôi. Cảm ơn các anh chị. Từ khóa ở đây có tên gọi là lập trình vận mệnh. Tôi không tin vào thầy bói, nhưng mà tôi cũng rất thích các thầy bói. Lập trình vận mệnh. Tôi là một người rất thích về khoa học computer. Tôi dùng từ lập trình là bởi vì tôi rất thích khoa học về computer. Và vận mệnh cuộc sống của chúng ta có lập trình được không? Tôi nhận ra giữa khoa học máy tính, vì tôi rất là thích scatology, sự gợi ý, khoa học về sự gợi ý. Đó là cái sự liên kết gì đó giữa con người và chiếc máy tính vậy. Tôi vô cùng yêu thích máy tính, bởi vì máy tính nó giống như con người. Nó có thể hiểu được những điều chúng ta dạy nó thông qua cái tên gọi là AI. Bao nhiêu số các anh chị biết AI có nghĩa là gì? Giơ tay lên ạ. Là gì các anh chị? Vâng, trí tuệ nhân tạo các anh chị. Một trong những người mà theo đuổi khoa học trí tuệ nhân tạo đầu tiên ở Việt Nam là tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị điều này. Cái phần mềm mà chạy quảng cáo của chúng tôi ngày hôm nay là hoàn toàn được gọi là AI, trí tuệ nhân tạo. Nó biết quảng cáo nào tốt hơn cho hiển thị tăng tiền lên. Nó biết quảng cáo nào kém hơn nó hạ xuống. Đó là một loại trí tuệ nhân tạo, mặc dù nó mang tính sơ khai. Con robot lau nhà của tôi là dạng trí tuệ nhân tạo. Sau một thời gian nó chạy vòng quanh nhà, nó xác định được đâu là khu vực nên đến, đâu là khu vực không nên đến. Nó xác định được, tự xác định được khi nào, vào thời điểm nào thì nên quay về để sạc pin cho chính nó. Nó xác định được thời điểm nào thì nên bò ra khỏi nhà để lao động một cách mẫn cán. Đó là những trí tuệ nhân tạo cơ bản. Và tôi nhận ra rằng trí tuệ nhân tạo là mô phỏng trí tuệ con người, cho nên máy tính càng ngày càng thông minh. Bởi vậy con người đã sẵn trí thông minh rồi, tại sao mình không dùng nó mà mình lại cài đặt những cái thứ phức tạp vào trong não của chúng mình. Và cho nên tôi đề nghị các anh chị cài đặt một phần mềm mới. Phần mềm này là phần mềm đã có từ ngày xưa, phần mềm lạc hậu nhất trong phần mềm. Tôi gọi là khoa học về sự đơn giản. Điều đầu tiên trong lập trình vận mệnh này, chúng ta cần phải biết điều, chúng ta biết rằng chúng ta cần phải đi từ A đến B. Để cho nó đơn giản, tránh loằng ngoằng, việc đầu tiên chúng ta cần làm là xác định thẳng con đường đến đích. Chúng ta phải nhớ điều sau đây. Nguyên tắc số 1, tiến thẳng tới mục tiêu. Con đường ngắn nhất giữa hai điểm là đường thẳng. Có thể bạn đã từng nghe điều này trước đây. Nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà chúng ta quên và chúng ta không tin nó có hiệu quả. Và nếu như bạn muốn điều gì trên cuộc đời này, đi thẳng đến nó. Nếu bạn muốn gần tôi, đi thẳng tới nơi có thể gần được tôi. Ở đâu ạ? Ở đâu có thể gần được tôi? Ở đâu có thể ăn được với tôi? Ở đâu có thể ngủ được với tôi? Vâng, ở chạy lại bạn. Tôi chỉ có thể tiếp xúc với các anh chị ở trong đó, có thể giúp đỡ các anh chị, để có thể kề cận với các anh chị ở EcoCamp mà thôi. Cho nên quy tắc số 1, chúng ta sẽ có 5 quy tắc trong phần lập trình này. Quy tắc số 1, đi thẳng tới mục tiêu. Bất kỳ điều gì trên cuộc đời này, bạn muốn, hãy đi thẳng tới nó. Bạn muốn, đi thẳng tới nó. Tôi rất thích cái anh này, Hưng, anh Hưng, anh đi thẳng tới tôi. Với tôi. Và tôi cũng đi thẳng với các anh chị luôn, đúng không ạ? Có một cách duy nhất thôi, tiến thẳng tới mục tiêu của chúng ta. Vậy xong kìa. Và nếu anh có giải thích thì vẫn phải đi mục tiêu. Anh có nghiên cứu thì anh vẫn phải đi đến mục tiêu. Thà rằng nghiên cứu, thà rằng làm mọi việc, đi thẳng tới mục tiêu, xong việc. Chúng ta hãy biết điều này. Trên thực tiễn, chúng ta không làm như vậy. Chúng ta thường bị phân tâm bởi những mục tiêu khác nhau, các anh chị. Chúng ta sẽ không chỉ có một B, mà ta thường đi sang một B khác, sang một B khác, sang một B khác, rồi chúng ta mới lại quyết định đi vào đây. Đây là những con đường sai. Chỉ có một con đường duy nhất, đi thẳng tới mục tiêu. Các anh chị muốn phát triển công việc kinh doanh thì phải học về kinh doanh chứ không phải học về sản phẩm. Hãy nhớ điều đó. Bao nhiêu trong số các anh chị từ nay sẽ đi thẳng vào mục tiêu? Giơ tay lên nói tôi ạ. Cảm ơn các anh chị. Cho nên đã mở doanh nghiệp ra thì để làm gì các anh chị? Để kiếm tiền. Vậy mục tiêu của anh chị là kiếm bao nhiêu tiền? Đây chính là câu hỏi từ sáng đến giờ chúng ta hỏi nhau. Nó chính là khoa học về sự đơn giản.
một, xác định mục tiêu và tiến thẳng tới mục tiêu. Sáng nay các anh chị học DISC thì đây là đặc tính của những người nhóm D. Họ là những cỗ xe tăng đức vượt qua bất kỳ rào cản nào và đi thẳng tới mục tiêu. Bất chấp trên mục tiêu đó có những rào cản nào, bất chấp trên mục tiêu đó có những khó khăn nào, đối với họ việc duy nhất là đi thẳng tới mục tiêu. Quay sang bên cạnh, hai pha nói rằng đi thẳng tới mục tiêu. Các anh chị sẽ ngạc nhiên về những cách tán gái của những thằng nhóm D. Đối với tôi thích một cô gái, tôi sẽ nói gì ạ? Anh thích em. Thích đã, anh thích em. Và cô gái sẽ nói gì? Thằng điên, có tin không? Nó bảo em tin, anh yêu em, tin không? Em cảm ơn anh. Rất đơn giản, rất nhanh. Ngày xưa tôi tán vợ tôi đúng thế. Tôi cầm tay cô xong, cô cầm tay tôi. Tóm lại, anh yêu em. Bảo sao giờ nói? Đi thẳng tới mục tiêu. Ngày xưa mình không đê bằng cô. Cô còn đê hơn cả mình luôn. Hai thằng đê về nhà chỉ có làm mỗi việc là gì ạ? Pháng nhau, quánh nhau, cơm bay, đĩa bay. Giờ lỗi, chuyện bình thường. Hai thằng đê cưới nhau, của gì cũng phải quánh nhau. Cho nên là hai thằng này biết hợp lại với nhau thì tát biển Đông cũng cạn. Nguyên tắc số 2, tầm nhìn rõ ràng. Nguyên tắc SMART, nếu anh chị biết, không biết thì thôi, cứ ghi chữ rõ ràng vào đấy là được. Phải biết rõ ràng về tầm nhìn của mình. Để có được những điều gì, bạn muốn có được điều gì, bạn phải hình dung được về nó. Câu nói của tôi, những gì có trong đầu thì sẽ có trên tay. Những gì có trong đầu sẽ có trên tay. Anh chị biết cái điều này được lý giải bằng luật hấp dẫn hay là được lý giải trong cuốn sách The Secret, bí mật của Rhonda. Nhưng quy tắc đơn giản thôi, chúng ta không phải nhớ nhiều nữa. Cái quy tắc này là gì? Chúng ta phải kiến tạo mọi thứ, bao giờ cũng thế. Mọi thứ bao giờ cũng được kiến tạo hai lần. Một lần trong tâm trí và một lần ở trên thực tiễn. Trong chương trình lập trình vận mệnh, hôm qua các anh chị nhớ cái trò chơi xếp ghế về hai bên không ạ? Rất lâu để chúng ta có thể xếp ghế về hai bên. Trong chương trình lập trình vận mệnh, ở trong chương trình này, mọi người sẽ xếp cả một hội trường này hàng ngàn người. Cái ghế họ chỉ xếp bằng đơn vị giây thôi các anh chị. Khi bắt đầu xếp ghế, thông thường mọi người xếp cái ghế này một cách tự nhiên. Họ sẽ xếp khoảng 10 phút đến 15 phút, hôm qua các anh chị còn xếp dài hơn. Và thậm chí như chỗ này, mặc dù bảo xếp ghế nhưng vẫn ngồi nói chuyện riêng. Chúng ta sử dụng thời gian của mình một cách không có hiệu quả. Thay vì việc bê ghế thì mình ngồi tán chuyện. Mình chỉ nghĩ rằng là tí nữa tôi sẽ bê. Nhưng chúng ta không ngờ rằng việc không bê ghế của mình ảnh hưởng tới 500 con người trong hội trường này. Và đấy là sự lãng phí. Chỉ cần một phút không bê ghế, cố gắng nói chuyện, hội trường này mất 500 phút. Cho nên trong chương trình lập trình vận mệnh, những sự thay đổi của các anh chị đó là trong vòng một vài ngày học với tôi. Chứ anh chị chỉ cần thay đổi một vài suy nghĩ và vài tác phong thì việc bê ghế kỷ lục nhất khóa học của chị Hà, Action Code và khóa học làm thằng Say Đổi Thằng Lâm. Mọi người đã làm nó trong vòng 6 giây không mấy tích tắc thôi các anh chị. Tất nhiên hội trường nó nhỏ hơn thế này một chút. Hội trường ở bảo tàng Hà Nội nó tròn cho nên cái ghế phi về hai bên. Còn đối với cái hội trường như thế này, kỷ lục lớn nhất đang là 12 giây để cho các anh chị đang ngồi trên ghế phi tất cả những cái ghế này về hai bên một cách ngăn nắp và nhanh chóng ngồi về đội của mình. Anh chị ơi, zoom từ 15 phút xuống còn 12 giây. Hiệu suất khoảng bao nhiêu lần các anh chị? Bao nhiêu lần? Khoảng 100 lần đấy. 15 phút là khoảng bao nhiêu giây? 900 giây đúng không nhỉ? Xuống còn khoảng 12 giây các anh chị. Bao nhiêu trong số các anh chị muốn có một cái hiệu suất trong công việc kinh doanh lớn đến như vậy, giơ tay lên. Điều gì sẽ diễn ra nếu như mọi hoạt động trong cuộc đời của chúng ta đều đạt được cái hiệu suất như vậy? Và tôi nói các anh chị, đó là phương pháp tưởng tượng các anh chị. Phương pháp tưởng tượng đó chính là lập trình vận mệnh. Tất cả những người lập trình như chúng tôi đều hình dung trước về kết quả nó muốn tới. Cho nên chúng tôi gọi cái cuộc này là lập trình cuộc đời. Các anh chị, một lần nữa tôi muốn nói đến cái vòng tròn bắn cung của chúng ta. Cái vòng tròn đó chính là vòng tròn của những cung thủ các anh chị. Bao nhiêu trong số các anh chị đây thích trò chơi bắn súng hoặc trò chơi bắn cung ạ? Tôi rất thích cái trò chơi này. Đây là khẩu súng của tôi. Và tôi sẽ phải làm động tác đầu tiên là lên đạn. Mình làm thử động tác 3-1. Các anh chị biết điều này.
Định luật này cho chúng ta thấy một cái điều rất quan trọng sau đây. Nếu bạn không có mục tiêu, bạn không thể bắn trúng. Cho nên chúng ta phải rõ ràng về mục tiêu mà chúng ta muốn đi đến. Nếu chúng ta cùng lúc bắn nhiều mục tiêu thì không bao giờ đạt được hết, vì chúng ta chỉ có một mũi tên. Có phải trong cuộc đời này chúng ta không đạt được điều gì đó, chúng ta không đạt được giàu có, hạnh phúc và thành công, chúng ta không đạt được điều mình muốn vì mình kém cỏi không? Tôi muốn khẳng định lại một lần nữa, không, chúng ta không hề kém cỏi. Chúng ta đủ năng lực để làm tất cả những điều này. Nhưng cuộc sống vốn như vậy. Tôi muốn chia sẻ với các anh chị về kỹ thuật tưởng tượng này được sử dụng trong chương trình Lập Trình Vận Mệnh, và nó đã đem đến rất nhiều thành công nếu như anh chị đã học chương trình này trước đây. Phương pháp này có tên gọi là sự tưởng tượng và kích thích sự tưởng tượng trong tâm trí. Phương pháp Fallon do tôi sáng tạo nên và tên Phạm Thành Long, thế thôi. Hãy bước vào một căn phòng, và trong căn phòng đó không có những điểm nhọn. Và trong căn phòng chúng tôi thường có những cái điểm nhọn, chúng tôi thường có những người đứng vào đây bảo vệ các anh chị. Ở những cái loa, ở những cái cây này chúng tôi sẽ có những người bảo vệ các anh chị. Ở những bục lên xuống sẽ có người bảo vệ trong một căn phòng. Đứng ở giữa căn phòng đó. Và sau đó các anh chị hình dung về nó. Sau đó các anh chị đi một vài vòng trong căn phòng. Và sau đó các anh chị hướng tới cái mục tiêu đó. Theo các anh chị có hướng được tới mục tiêu của mình không các anh chị? Có hay không? Ai nói có giơ tay. Ai nói không giơ tay. Tôi nói với các anh chị rằng không. Chúng ta nhắm mắt lại, đi một vài vòng, chúng ta sẽ lạc ngay lập tức và không bao giờ lấy lại được định hướng. Não người không đủ sức có thể phân biệt được hướng đi trong bóng tối như vậy các anh chị. 100 người tham dự chương trình này, 100 người đều lệch hướng như thường. Cho nên các anh chị hãy nhớ điều này. Năng lực của anh chị tối nay về thử mà xem. Chúng ta đứng giữa một căn phòng, nhắm tới mục tiêu, ví dụ như cái camera này, nhắm mắt lại, sau đó quay thử một vài vòng, sau đó đi thử một vài nơi, và sau đó chúng ta quyết định đi thử hướng camera. Tôi có đang đi đúng hướng camera không? Có đúng hướng camera vì tôi có một cái năng lực nhận thức khác các anh chị. Nhưng các anh chị cứ thử làm một vài xong, chúng ta quay vòng. Ở đây tôi có năng lực nhận thức chính xác là camera, bởi vì cái màn hình này nó vô cùng nóng các anh chị. Tôi đứng thế này, thế bên này nóng, bên này lạnh, thì đây là camera. Hiểu không? Chứ còn trong một căn phòng không có thì làm sao có được. Tôi có năng lực gì đấy? Tôi năng lực gì ạ? Năng lực cảm giác về nhiệt độ các anh chị. Nè, anh Hưng đi lên đây, tôi cho anh xem. Anh làm giống tôi sẽ làm được ngay. Nào, đi lên đây tôi sẽ cho anh thí nghiệm. Anh lên đây. Rồi, đây là cái camera và anh hướng tới camera, được chưa? Bây giờ anh nhắm mắt vào, xoay vòng đi. Bước đi về phía trước một vài bước, bước về chỗ nào đó, vào đó thôi, dừng lại. Rồi bây giờ đi về hướng camera đi nào. Đúng hay sai? Sai. Giờ tôi làm lại, anh làm lại, luyện tập lại nào. Anh đứng ở đây. Rồi anh bỏ cái áo khoác này ra. Đấy là lý do tôi không có mặc cái áo khoác nào trong căn phòng này cả. Rồi bây giờ hướng tới camera. Rồi nhắm mắt lại. Xoay đi. Sao đây nào? Bên này tại vì anh mặc áo. Bây giờ anh bỏ. Có nên đụng mặt không? Ok, rồi tuyệt vời, cầm lấy áo. Rồi xuống đến đây. Anh xem anh còn làm được không? Đây, các anh không được cười nhá, không được phát ra âm thanh. Rồi, bây giờ đây là cái camera. Rồi anh nhắm mắt vào. Anh xoay vòng tròn đi, xoay vài vòng tròn. Tiến tới bước vài bước nào, xoay vòng tròn bước đi. Rồi, dừng lại. Bây giờ hướng tới camera. Dừng lại, nắm vào điện thoại giờ. Dành cho anh em một tràng vỗ tay ạ. Thank you, cảm ơn các anh chị. Vâng, các anh chị ạ. Đó chính là kỹ thuật
rõ ràng về mục tiêu. Các anh chị không thể nhắm mắt để đi được. Các anh chị đừng tưởng những người chơi chứng khoán họ chơi bằng cảm tính. Không, các anh chị, họ có một chiến lược rõ ràng, họ có thông tin rõ ràng, họ mới có thể thắng trên thị trường chứng khoán được. Cho nên các anh chị hãy chú ý rằng chúng ta phải rõ ràng về mục tiêu, chúng ta mới có được điều đó. Bây giờ tôi muốn anh làm lại một ví dụ nữa. Anh đứng ra giữa cái chỗ này, anh cần đứng bông hoa đấy. Anh quay mặt lại và nhìn thẳng về phía camera. Được chưa anh? Bây giờ mở mắt và quay bao nhiêu vòng cũng được. Mở mắt đi, quay bao nhiêu vòng cũng được. Bao nhiêu vòng cũng được. Rồi nhìn phía camera. Nào, bây giờ tôi thách anh đi thẳng tới camera được đấy. Dành cho anh ấy một tràng vỗ tay. Cảm ơn anh Hưng. Thank you. Các anh chị có thấy điều gì không ạ? Điều gì ạ? Điều gì các anh chị? Điều gì khiến Hưng lúc nãy không thể tìm ra con đường tới camera dù thử đi thử lại ở mọi địa điểm? Điều gì khiến Hưng 2 này ngay lập tức tiến tới được camera các anh chị? Vâng, anh ấy nhìn rõ ràng được mục tiêu, chỉ có vậy thôi các anh chị. Bao nhiêu trong số các anh chị đã hiểu rõ, nhìn rõ mục tiêu là gì rồi, giơ tay lên. Anh chị không thể khỏe lên được nếu các anh chị không biết thế nào là khỏe. Các anh chị không thể giàu lên được nếu không biết thế nào là giàu. Các anh chị sẽ không bao giờ trở nên hạnh phúc nếu không biết hạnh phúc là gì. Cho dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thí nghiệm vừa rồi đi chăng nữa, thì ở Hưng 1 sẽ không bao giờ tìm được mục tiêu. Có lặp đi lặp lại đi bao nhiêu lần chăng nữa, Hưng 1 không tìm thấy mục tiêu. Chỉ cần đơn giản ở đây là trong thí nghiệm đi thí nghiệm lại lần nào thì bao nhiêu chăng nữa, thì lần nào Hưng 2 cũng đạt được mục tiêu. Các anh chị rõ điều này chưa ạ? Bao trong số anh chị sẽ rõ ràng về mục tiêu để dễ dàng đạt được mục tiêu của mình, giơ tay lên nói tôi. Cảm ơn các chị. Cho nên hãy nhớ quy tắc số 2 ở đây là phải đạt được mục tiêu. Dù có thế nào đi chăng nữa thì hãy nhớ thế này: sức mạnh của tầm nhìn rõ ràng. Nếu chúng ta có một tầm nhìn rõ ràng, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Và nó khiến cho chúng ta có thể dễ dàng đạt được mục tiêu. Hưng đầu tiên phải đi dò dẫm, Hưng 1 đi dò dẫm, Hưng 2 còn một việc thôi, giúp anh ta tiến thẳng đến mục tiêu nhanh hơn rất nhiều lần. Cho nên sự thật là chúng ta cần phải rõ ràng về mục tiêu. Để rõ ràng về mục tiêu, chúng ta phải lựa chọn nó trước khi chúng ta hành động. Không phải lúc hành động mới chọn mục tiêu, mà phải chọn mục tiêu trước khi hành động. Tôi nói ví dụ về điều này. Tại sao chúng ta lại tuyển nhân viên? Chúng ta tuyển nhân viên vào để rõ ràng về mục tiêu cho mỗi nhân viên. Chúng ta tuyển nhân viên vào để giải quyết một nhiệm vụ cụ thể đã được đặt ra. Chúng ta không tuyển nhân viên vào rồi thì bắt đầu mới tìm việc cho anh ta được, các anh chị. Tôi đã nhìn thấy có rất nhiều người trên cuộc sống này tuyển nhân viên vào bởi vì quý anh ta, bởi vì yêu anh ta, sau đó bắt đầu mới tìm việc cho anh ta vì quý con người này muốn giữ. Đó là cách tự giết mình và tự giết anh ta. Cho nên chúng ta phải rõ ràng về công việc phải làm mới tuyển con người vào. Đó là lý do chúng ta phải xây dựng những cái system khác nhau. Tiếp theo nữa, tôi muốn nói các anh chị điều này. Sao mọi người trên cuộc đời này lại không có cái điều họ muốn? Bởi vì họ không biết cái điều họ muốn là gì. Cho nên trong cuộc đời, các anh chị phải rõ ràng về những điều các anh chị muốn thì các anh chị mới đạt được. Hầu hết mọi người phải trải qua gần hết cuộc đời của mình mới nhận ra cái điều mình đang có không phải là điều mình muốn, và cái điều mình muốn thì mình đang không có. Có rất nhiều người đang làm công việc mà họ không muốn, nhưng mà họ không dám để thay đổi cuộc sống đó. Cho đến khi gần hết cuộc đời họ mới biết rằng đó không phải là điều mà mình cần. Các anh chị thân mến, lập trình vận mệnh là khóa học giúp cho các anh chị tìm ra được sứ mệnh của mình, đâu là đích cuối cùng đến của cuộc đời. Cho nên chúng ta rõ ràng về mục đích cuộc đời, đó chính là nơi mà các anh chị sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Để đạt được điều bạn muốn, bạn phải có rõ ràng về hình ảnh bạn đạt được điều mình muốn. Nếu các anh chị muốn đạt được 100 tỷ, hãy rõ ràng về 100 tỷ nó lớn đến cỡ nào. Hãy hình dung xem 1 tỷ có bao nhiêu tờ tiền, 1 tờ tiền đó rải xuống nền nhà này phủ được bao nhiêu mét vuông, 100 tỷ phủ kín bao nhiêu sân vận động bóng đá, để chúng ta hình dung về độ lớn. Đêm nay em hãy tính xem 100 tỷ phủ được bao nhiêu diện tích. Nếu đó là tiền 500 nghìn, tính thử xem nó lớn đến cỡ nào. Và vấn đề ở đây là hầu hết chúng ta đều không có một hình ảnh rõ ràng về những điều chúng ta muốn. Vì thế cho nên chúng ta cần phải có những phương pháp để có được sự rõ ràng về những điều chúng ta muốn. Có rất nhiều phương pháp khác nhau tôi sẽ chia sẻ với các anh chị trong chương trình Lập Trình Vận Mệnh. Nhưng có một vài phương pháp các anh chị có thể làm như sau. Điều đầu tiên đó là các anh chị có thể vay mượn tầm nhìn của người khác. Peer group, bạn thân, nhóm bạn,
mực đen đèn sáng. Chúng ta có thể không sáng, nhưng chúng ta có thể vay mượn ánh sáng của những ngọn đèn xung quanh mình. Vì thế, khi bạn chơi với những người có doanh thu hoặc thu nhập lớn hơn bạn, thì tầm nhìn của họ sẽ đi vào trong bạn một cách rất tình cờ. Khi bạn chơi với những người hạnh phúc, bạn sẽ nhanh chóng vay mượn tầm nhìn hạnh phúc của họ và đi vào trong cuộc sống của bạn. Chúng ta chơi với ai, chúng ta bị ảnh hưởng bởi đó. Chúng ta vay mượn tầm nhìn của người đó. Khi chúng ta chơi với người 50 triệu, rất khoát chúng ta sẽ có 50 triệu bởi vì chúng ta chỉ có cái tầm nhìn của người 50 triệu thôi. Và khi các anh chị chơi với những người có hàng tỷ đồng, thì anh chị sẽ vay mượn tầm nhìn của những người tỷ đồng. Cho nên hãy cẩn trọng với những người mà các anh chị đang chơi cùng. Câu nói của tôi dịch sang là hãy cẩn trọng với những người tốt. Người tốt luôn khuyên bạn làm những điều giống họ các anh chị ạ. Và chúng ta cuối cùng có xu hướng trở thành những người giống như những người tốt mà chúng ta đang chơi cùng. Chúng ta sang định luật số 3. Quy tắc số 3 để đạt được điều chúng ta muốn, đó là quy tắc của sự tập trung. Quy tắc của sự tập trung. Điều gì khiến cho cái bút này có thể đi xa được đến như vậy? Nào các anh chị hãy nhìn vào tia laser ở đây. Điều gì khiến cho tôi có thể phá hủy được ánh thánh? Các anh chị nhìn này. Điều gì khiến cho tôi phá hủy được cả cái camera này? Điều gì khiến cho tôi bật một cái bật đèn ở đây không thể làm cho camera bị lóe sáng? Những điều gì khiến cho tôi có thể làm lóe sáng ở đây? Sự khác biệt ở đây chính là sự tập trung các anh chị. Nguồn sáng trong này rất yếu. Nó yếu hơn bất kỳ bóng LED nào ở đây. Nhưng nó trở nên vô cùng mạnh bởi vì nó đi vô cùng xa, bởi vì nó vô cùng tập trung. Điều gì có thể khiến tên lửa có thể đi xa như vậy? Bởi vì các động cơ tên lửa cùng một hướng. Chỉ cần một trong ba động cơ đẩy của tên lửa lệch hướng thì điều gì diễn ra? Tên lửa sẽ cắm đầu rơi xuống. Hãy nhớ điều này, chúng ta phải tập trung. Bởi vì nguồn lực của chúng ta chỉ có hữu hạn. Chúng ta cần phải tập trung. Hãy xem điều này, có một ngày nào đó các anh chị phải đi bác sĩ và bác sĩ phải phẫu thuật cho các anh chị. Điều gì diễn ra nếu ông ấy đang nghĩ đến một trận đá bóng? Điều gì diễn ra nếu ông ấy đang nghĩ đến đứa con của mình ở nhà có thể ai đó không trông? Anh ta có thể để quên khéo mổ trong lồng ngực của bạn, giống như những ca vừa rồi, giống như anh bạn tôi hôm vừa rồi mổ mũi để quên gạc bông ở trong mũi. Các anh chị hãy xem, đôi khi chúng ta đã không tập trung cho những điều chúng ta đã có. Ý tôi muốn nói rằng các anh chị đã không sẵn sàng trả giá cho sự tập trung để đem đến cái hiệu quả cho công việc của mình. Bi kịch đây, suốt cuộc đời của các anh chị đã không tập trung vào những thứ mà các anh chị mong muốn. Các anh chị đang tập trung vào những điều không phải là điều mình muốn. Hầu hết sự chú ý của chúng ta tập trung vào những điều không phải mục tiêu. Đây là lý do lớn nhất khiến cho chúng ta không có điều chúng ta muốn. Nhưng tệ hơn nữa, cấp độ lớn hơn, cấp độ đầu tiên là chúng ta không tập trung vào điều chúng ta muốn. Cấp độ lớn hơn này, chúng ta tập trung vào những điều chúng ta không muốn các anh chị. Tiếp theo các anh chị này, cấp độ nguy hiểm hơn. Chúng ta tập trung vào những mục tiêu sai lầm. Các anh chị này, đôi khi chúng ta tập trung vào những trò tiêu khiển. TV, Facebook, game. Và chúng ta làm mất thời gian và sự năng lượng của mình vào những trò này. Điện thoại. Điện thoại là một trong những thứ khiến chúng ta không tập trung còn vào mục tiêu của chúng ta nữa. Trong phương pháp Fallon của tôi, ở trong căn phòng đó sẽ không có điện thoại, không có điện, không có tivi, không gì cả ngoài ngọn nến, đúng không nhỉ? Đó chính là sự tập trung. Quy tắc số 3 đó là sự tập trung. Bằng việc loại bỏ đi những thiết bị điện tử như vậy, các anh chị sẽ trở nên vô cùng tự do các anh chị ạ. Định luật thứ 4, tập trung năng lượng. Mọi thứ đều là năng lượng và năng lượng của tia laser mạnh hơn. Đó là định luật thứ 4. Tập trung năng lượng. Khi bạn muốn điều gì thì bạn phải tập trung toàn bộ năng lượng của mình vào điều đó. Đây là quy luật vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả. Tập trung tâm trí, sức lực, tinh thần, cơ bắp, thời gian, tiền bạc vào điều mình muốn các anh chị ạ. Trong cuộc sống của chúng ta cũng đang làm nhiều lần như vậy. Chúng ta không tập trung hết năng lượng cho một việc để giải quyết dứt điểm nó đi.
ta cứ làm nhiều việc cùng một lúc rồi chẳng việc nào đến đâu. Cho nên 99 độ thì nước không sôi. Hai lần đun nước 99 độ nước vẫn không sôi. Cho nên chỉ cần một lần đun thôi, 100 độ thì tốt hơn. Cho nên trong kinh doanh cũng vậy. Các anh chị phải tập trung cho một việc, đẩy hết nguồn năng lượng, tập trung nguồn năng lượng đẩy cho công việc đó lên. Tôi có sở hữu nhiều công ty cùng một lúc các anh chị. Nhưng vào một thời điểm tôi chỉ làm một công ty thôi. Còn những công ty khác tôi chỉ là người ghi danh. Tôi không có tham gia vào những công ty đó. Tôi chỉ tham gia trong đúng cái công ty đào tạo này thôi. Và tôi chỉ làm đúng một cái việc là cái việc đứng ở trên sân khấu thôi. Còn những việc khác người khác làm. Tôi tập trung toàn bộ năng lượng cho ở đây. Cho nên các anh chị sao bảo là ông này ông khỏe thì ông nói từ ngày này sang ngày khác. Bởi vì tôi chỉ có làm có một việc thôi ở đây trong hội trường này thôi. Cho nên tôi có thể nói liên tục từ ngày này qua ngày khác. Bao nhiêu trong số các anh chị cũng sẽ từ ngày mai sẽ tập trung nguồn năng lượng cho một việc như vậy để giải quyết cho nó xong thì thôi. Được rồi, liền. Quay sang cạnh hai vai là tôi tập trung năng lượng cho việc của tôi. Tôi muốn nói với các anh chị điều này. Tôi cần lực rất lớn để đâm thủng cái bình cắt tông này. Nhưng tôi chỉ cần vô cùng nhẹ nhàng có thể đâm thủng nó bằng rất nhẹ nhàng. Nhưng để đâm thủng nó không thể thủng được. Đây là quy tắc của sự tập trung. Nếu bạn muốn đạt được thành công, bạn đâm nó bằng cái đầu tù này phải dùng lực rất mạnh để giải quyết được nó. Nhưng cái mũi dao nhọn này đã tập trung năng lượng vào đây. Cho nên nó dễ dàng đi xuyên qua mục tiêu bằng một lực vô cùng nhẹ. Nhưng cái vật này không thể đi xuyên qua được. Nó phải dùng một lực rất mạnh vẫn không qua. Dùng một lực rất mạnh vẫn không qua. Phải rất mạnh thì nó mới thông qua được cái điều này. Nhưng điều gì diễn ra với con dao tập trung năng lượng này? Các anh chị đã hiểu về sức mạnh của tập trung năng lượng. Bao trong số anh chị đã hiểu về sức mạnh của sự tập trung năng lượng rồi? Giơ tay lên nói tôi. Cảm ơn các anh chị. Quy tắc của sự tập trung năng lượng. Khi chúng ta tập trung năng lượng như một tia laser, chúng ta sẽ khoan thủng bất kỳ điều gì. Khi chúng ta tập trung như một mũi dao, chúng ta chỉ cần dùng lực rất nhỏ, chúng ta đi xuyên qua mục tiêu. Nhưng nếu chúng ta dùng vật tù như này, nó không tập trung năng lượng, nó sẽ không thể đi xuyên qua được. Chúng ta muốn đi xuyên qua mục tiêu, chúng ta phải tập trung năng lượng cho mục tiêu đó. Vì thế, nguyên tắc tập trung năng lượng là vô cùng quan trọng. Và tôi muốn chia sẻ với các anh chị rằng cái quy tắc này có thể dùng cho mọi việc các anh chị, không chỉ có dùng cho xuyên qua mục tiêu đâu. Dùng cho mọi việc. Nó có thể dùng cho thể chất của anh chị. Nó có thể dùng cho tâm trí của anh chị. Chứ không chỉ dùng cho cái việc đi xuyên thủng qua cái bìa cắt tông hay là đạt được mục tiêu. Tôi muốn nói đến phương pháp thiền. Mọi người có thể đang thiền, tôi không biết. Nhưng bản thân tôi cũng đang thiền bằng phương pháp của tôi. Và khi các anh chị thiền như vậy, chúng ta đã tập trung vào. Và bây giờ các anh chị đã nhớ trong tam giác quản trị cảm xúc của chúng ta. Các anh chị còn nhớ điều gì không? Điều gì nào? Đúng rồi, điều mà chúng ta đang tập trung vào đó các anh chị. Chúng ta sẽ tập trung vào điều tốt. Chúng ta sẽ tập trung vào năng lượng và những điều tốt. Nó sẽ khiến cho tất cả mọi thế giới xung quanh của chúng ta nở ra rất là nhanh. Vâng, đó chính là sự tập trung năng lượng. Cho nên khi chúng ta tập trung năng lượng thì suy nghĩ của chúng ta cũng tập trung vào nó. Tình cảm của chúng ta cũng tập trung vào nó. Cơ bắp của chúng ta cũng tập trung vào nó. Tâm trí của chúng ta cũng tập trung vào nó. Quy tắc tập trung năng lượng là mọi năng lượng có thể hãy dồn vào nó. Tiền bạc dồn hết vào đó. Thời gian dồn hết vào đó. Đạt được mục tiêu thì thôi. Khi các anh chị muốn điều gì, hãy tập trung vào tất cả vào đó để đạt được điều đó. Và chỉ một mục tiêu đó mà thôi. Bao nhiêu trong số các anh chị sẽ tập trung năng lượng của mình để đi xuyên qua mục tiêu? Giơ tay lên nói tôi. Quay sang bên cạnh hai bao nhiêu là tập trung năng lượng đi xuyên mục tiêu. Quy tắc cuối cùng, quy tắc số 5 để có thể đạt được điều này. Quy tắc số 5 đó là hành động. Phải hành động các anh chị. Tôi muốn nói đến điều này. Trên thực tiễn, chúng ta luôn hành động các anh chị. Ngay cả khi không hành động thì đó cũng là một hành động rồi. Khi chúng ta đang ngồi yên thì đó cũng là một ngồi yên cũng là một hành động rồi. Động từ ngồi im cũng là một hành động các anh chị. Nằm im cũng là một hành động. Hành động là không hành động cũng là một hành động rồi. Cho nên hãy luôn nhớ điều này. Chúng ta luôn hành động. Nhưng tôi muốn nói ở đây là hành động vì mục tiêu.
Đó mới là điều quan trọng. Tại sao lại như vậy? Chúng ta sẽ có rất nhiều hành động ở đây, nhưng chỉ có hành động nào giúp chúng ta tiến về phía trước, về phía hướng của mục tiêu, thì đấy mới là hành động nên làm. Nếu hành động không giúp chúng ta tiến tới mục tiêu thì đây là hành động không nên làm. Đối đúng hơn, không tập trung, không làm vào nó nữa. Cho nên chỉ có một mục tiêu duy nhất mà thôi. Và chúng ta cần phải làm những điều gì đó để giúp chúng ta tiến tới mục tiêu thì phải làm. Đừng chần chừ, đừng ngần ngại, đừng đưa ra những lý do, không kể ra những ngụy biện. Và cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong công thức này có 5 điều chúng ta cùng làm lại một lần nữa nào. Điều số 1 là chúng ta sẽ cùng làm lại một lần nữa. Chúng ta phải nhận rõ A là nơi chúng ta. Nào, quy tắc số 1 giúp tôi. Tiến thẳng tới mục tiêu. Quay sang bên cạnh, hai vai rằng thẳng tới mục tiêu. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt. Bao nhiêu trong số các anh chị muốn điều gì thì xông thẳng vào nó, không ngần ngại, giơ tay lên nói tôi. Cảm ơn các anh chị. Điều số 2, tầm nhìn cần phải rõ ràng về tầm nhìn. 1, tiến thẳng. 2, rõ ràng. 3, đúng rồi, chúng ta phải tập trung, không đi lòng vòng. Tập trung chỉ có một mục tiêu thôi. 3, đó là sự tập trung. 4, cũng là tập trung. 4 là gì? Đúng rồi, tập trung hết tầm toàn bộ tâm trí của chúng ta vào đây. Mọi nguồn lực cần phải tập trung vào đây. Tiền bạc, thời gian, sức khỏe, tâm trí, tình cảm, tất cả đặt tập trung vào đúng cái mục tiêu này, chúng ta mới có thể biến nó thành hiện thực được. Quy tắc số 5, đúng rồi, chúng ta phải take action và hành động, phải chọn những hành động giúp chúng ta tiến tới mục tiêu. Ở quy tắc tập trung đầu tiên, đó là quy tắc số 3, đừng, chúng ta thay vì tập trung vào mục tiêu, chúng ta lại thường tập trung vào trịch mục tiêu. Chúng ta lại thường không tập trung vào mục tiêu, chúng ta lại tập trung vào không phải là mục tiêu. Chúng ta lại tập trung vào những điều không phải mục tiêu, chúng ta lại còn tập trung vào những điều chúng ta không muốn nữa. Và cuối cùng chúng ta tập trung vào những điều gì ạ? Không có hiệu quả. Cho nên tập trung và tập trung vào những điều có hiệu quả. Và tập trung tất cả những nguồn lực vào phục vụ mục tiêu. Và action bắt buộc chỉ làm những cái điều mà nó giúp chúng ta tiến lên thôi. Không làm những điều không cần thiết ở đây. 5 bước này chúng ta sẽ thấy, nếu chúng ta làm đúng 5 bước này, chúng ta sẽ thấy chúng ta tiết kiệm được vô cùng nhiều nguồn lực và nó dễ đạt được mục tiêu. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.